Nhưng thì anh muốn nhờ họ gặp hỏi với Buka một câu là khán giả của chương trình The Khang Show hỏi là không biết khi nào thì Gin với lại Buka mới nhận lời lên talk show của Yên Khang. Buka ơi, anh ơi, bây giờ khán giả của bên anh hỏi là không biết dạ, khi nào hả? Khi hai vợ chồng rảnh cùng với nhau. Yeah. Chứ bây giờ một trong hai rảnh cũng không có, anh hiểu không? Đó. Thiệt là rất là ngại khi trả lời anh luôn á. Nhưng mà tụi em chỉ có lịch rảnh khi mà tối ngủ chung nha. Đó, làm về nhà, làm về anh có làm show khoảng 12 giờ đêm mình quay. Anh đợi tụi em được không? Trước khi tụi em lên giường, tụi em qua quay show anh, xong tụi em lên giường. Rồi xong tụi em ngủ nhà anh luôn cũng được. Được nha, ok, ngủ studio dạ, được hàng. Như vậy là vẫn nhận lời đúng không? Ok. Vậy thì xin được giải đáp với các quý vị khán giả là khi nào Gimbu xuất hiện. Thì trước khi mà cả hai lên giường thì cả hai sẽ lên show của em. Vậy là bây giờ thay vì là cách mời ngồi ghế sofa, vậy bây giờ là sẽ tụi ngồi cái ghế sofa giường bật á, ghế sofa giường á, đúng không? Tụi anh có ghế tình yêu. Tụi anh có ghế tình yêu. Trời ơi, ghế tình yêu luôn hả? Anh biết ghế tình yêu là ghế gì không? Anh biết ghế tình yêu là ghế gì không? Là ghế gì? Cái cầu tuột á anh. Ghế tình yêu á. Cái ghế couple thôi. Ghế couple. Ghế tình yêu là ghế có trái tim sau lưng á. Anh chưa hiểu được. Và hậu trường của tôi đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, có thể hả? À, giống như nó dành chỗ nha. Vô em. Ở khi nào Tiên Tăng dẫn bạn trai lên show anh? Chừng nào anh mời? Có bạn trai chưa? Có rồi đúng không? Bên đi. Ủa anh ơi nha. Như vậy là sau khi mà sau cái số của Buka và Buka với lại Gin về ngủ là Tiên Tăng lên tiếp. À là nó quay sớm sớm để đón Bình Minh. Sáng sớm á, Bình Minh đó. Là cái show bật có cái cửa sổ để mà đón Bình Minh. Bây giờ người ta quay hai quay tham lát á. Bình Minh dừng. Show của anh là sẽ dựng cái background là thành phố về đêm. Đúng rồi. Mình sẽ đổi thành cái background là Bình Minh buổi thành phố sáng không, sớm. Không, anh chiếu đèn là tự động nó sớm. Như vậy thì các bạn hãy chờ đón tập của Gin Bu sẽ phát trước, sau đó tập của Tiền Tăng với lại bạn trai tin đồn sẽ phát sau đó. Tin đồn á? Cũng không được công nhận bạn trai chính thức đâu mọi người. Mày giới thiệu đây là bạn trai tin đồn. Đây là bạn trai tin đồn của tôi. Chào mừng các bạn đã đến với The Khang Show. Talk show xong xuôi hết, vẫn quyết định là bạn trai tin đồn. Nhiều khi tới cuối mình sẽ không. Nhưng mà lúc sơ thốt sơ thốt sơ chia sẻ là quen nhau sao, vui nhau sao, rồi vẫn đi ăn sao, lần hẹn đầu tiên sao. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bạn trai tin đồn. Có chứ, bữa nào mình tăng lên show anh nha. Dạ, thế chuyện tới với mình lập lại cặp. Chắc chắn đi, bạn trai tin đồn. Bắt đầu cặp này màu đỏ. Anh thấy đồn. Và hậu trường của chúng tôi đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Em chưa bao giờ thấy một chương trình nào mà độ nó xô xồ mà làm việc mà nó gọi là tại vì em còn nói người ta còn quay. À cái này em nên chia sẻ riêng. Chia sẻ riêng hả? Nói chung là còn nói còn quay. Cái gì đó nữa, mọi người cầm cái điện thoại trao đổi cho nó nữa. Là người ta hết quay.